Nam mô Bụt Thà, dạ. Nam mô Tham Mà, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thà, dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Tham Má trên Ban Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 49, Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, Ramanipanitanika Sutta, phân đoạn 238 đến 241 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà, dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, cảm ơn Sít Quý Sít. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Đẳng, bài 49, Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh, Ramanipanitanika Nitka Sutta 238 đến 241 sẽ do Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà, dạ. Nam mô Bụt Thà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Pháp, kính lễ chư Thịnh Vân đệ tử Phật. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học bài kinh Ramanipanitanika Sutta. Bài kinh này được dịch là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Chúng ta mới nghe qua, chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà vị Phạm Thiên này rất tôn trọng Đức Phật và cầu thỉnh Ngài thuyết pháp vân vân, nhưng không phải như Phạm Thiên sang bất tí đến cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp độ đời, mà cái trường hợp này tên và kinh được đặt theo một chi tiết trong câu chuyện về Phạm Thiên Bát Cát mời thỉnh Đức Phật bước vào cảnh giới tự cho là vĩnh hằng của mình. Hãy đến tôn giả,
Hiện nay tôn giả đã lâu nay tôn giả mới có dịp đến đây. Này tôn giả, cái này là toàn thiện, cái này toàn diện, cái này là thường hành, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh không già không chết không diệt không khởi, ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Thì do cái lời mời của Phạm Thiên Bát Cát cho nên cái bài kinh này mới gọi là Brahma Nibbantanika Sutta. Thực ra thì Phạm Thiên Bát Cát là một nhân vật có cái sự chấp kiến sai lạc, tự cho rằng mình là đứng sáng tạo chủ là vĩnh hằng, vân vân. Đức Phật biết được tâm tư đó là mới đi lên cõi Phạm Thiên để mà thu phục vị Phạm Thiên này. Một trong tám Phật lực của Đức Phật, Ngài đã cảm thắng những nhân vật khó cảm thắng. Ngài được gọi là Purusa Dhamma Sarathi, là bậc điều ngự trưởng phu, là Ngài đã điều phục cảm hóa được tám nhân vật. Một là ác ma, hai là giả so Alawaka, ba là hồi Nalagiri, bốn là tướng cướp Angulimala, năm là nàng chinh cha, sáu là du sĩ Sachaka, bảy là rồng chúa Nando Pananda, và tám là Phạm Thiên Bát Cát. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe tận tường về cái tình huống mà Đức Thế Tôn này cảm quá Phạm Thiên Bát Cát như thế nào. Và bài pháp này, bài kinh này sẽ được Thượng Tọa Tân Vị Giảng Sư trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Và trước tiên thì xin mời cô Phùng Lan đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân thuyết giảng cho hội chúng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Sít Nhật Quỳnh. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 49, Kinh Phạm Thiên Cầu Khịch Thỉnh Brahma Nibbantanika Sutta 238 đến 241 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh Brahma Nibbantanika Sutta. Tên bài kinh được đặt theo một chi tiết trong câu chuyện khi Phạm Thiên Bát Cát mời thỉnh Đức Phật bước vào cảnh giới tự cho vĩnh hằng của mình. Hãy đến tôn giả, Thiện Lai tôn giả, đã lâu nay tôn giả mới có dịp đến đây. Này tôn giả, cái này là toàn diện, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Phạm Thiên là chúng sanh hóa sanh do năng lực thiền định với thân sắc tế nhị nên thọ mạng rất dài. Ma Vương là chúng sanh đại uy hóa sanh do phúc nghiệp thù thắng, thường có tham vọng chi phối muôn loài bằng năng lực của mình. Còn cảm thắng Phạm Thiên Bát Cát được ghi nhận là một trong tám thể hiện uy lực của Đức Thế Tôn Gotama.
Bà La Môn giáo xem Phạm Thiên là Thượng Đế vì bắt nguồn từ sự ngộ nhận của những đạo sĩ chứng thiền, nhớ được kiếp trước như được ghi trong kinh Phạm Võng, Ramayala Sutta, Trường Bộ 238, chấp kiến của Phạm Thiên Bắt Cá. Do thọ mạng dài lâu và cuộc sống tế nhị, Phạm Thiên nghĩ mình là đang sống ở cõi vĩnh hằng. Kinh văn như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sawatthi, tại Chetawana, vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các Thế Tôn, các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau, một thời này các tỷ kheo, ta ở tại Utkatha, Utkatha, trong rừng Súc Phá, Gá, Quá Ná, dưới gốc cây Ta La Vương. Lúc bấy giờ này các tỷ kheo, Phạm Thiên Bắt Cá khởi lên ác tà kiến như sau, cái này là thường, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Này các tỷ kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của Phạm Thiên Bắt Cá, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, ta biến mất tại Úc Cá Thá, rừng Sắp Phá, Gá Quá, dưới gốc cây Ta La Vương, và hiện ra tại cõi Phạm Thiên ấy. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Bắt Cá thấy ta từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với ta, hãy đến Tôn giả Thiện Lai. Thiện Lai Tôn giả, đã lâu nay Tôn giả mới có dịp đến đây. Này Tôn giả, cái này là toàn diện, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. 239. Lời dạy của Đức Phật về tà kiến của Phạm Thiên Bắt Cá. Trước hết Phật dạy rõ. Kinh văn: khi nghe nói vậy, này các tỷ kheo, ta nói với Phạm Thiên Bắt Cá, thực sự Phạm Thiên Bắt Cá bị chìm đắm trong vô minh, thực sự Phạm Thiên Bắt Cá bị chìm đắm trong vô minh. Khi cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại nói toàn diện, cái bị biến hoại lại nói là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, có một giải thoát khác hơn, lại nói là không có một giải thoát nào khác hơn. Này các tỷ kheo, rồi ác ma nhập vào một Phạm Thiên quyến thuộc và nói với ta như sau, tỷ kheo, tỷ kheo, chớ có can thiệp vào đây, chớ có can thiệp vào đây. Này tỷ kheo, Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên, toàn năng, tối thắng, biến nhãn, Thượng Đế, sáng tạo chủ, hóa sanh chủ, Đại Tôn, Chúa Tể mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Này tỷ kheo, thở xưa có những Sa Môn Bà La Môn ở đời phỉ báng địa đại, ghê tởm địa đại, phỉ báng thủy đại, ghê tởm thủy đại, phỉ báng hỏa đại, ghê tởm hỏa đại, phỉ báng phong đại, ghê tởm phong đại, phỉ báng chúng sanh, ghê tởm chúng sanh, phỉ báng chư thiên, ghê tởm chư thiên, phỉ báng sanh chủ, ghê tởm sanh chủ, phỉ báng Phạm Thiên, ghê tởm Phạm Thiên. Sau khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti tiện. Này các tỷ kheo, còn những Sa Môn Bà La Môn ở đời xưa nay tán thán đại địa, hoan hỷ đại địa, tán thán thủy đại, hoan hỷ thủy đại, tán thán hỏa đại, hoan hỷ hỏa đại, tán thán phong đại, hoan hỷ phong đại, tán thán chúng sanh, hoan hỷ chúng, tán thán chư, hoan hỷ chư thiên, tán thán sanh chủ, hoan hỷ sanh chủ, tán thán Phạm Thiên, hoan hỷ Phạm Thiên. Sau khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, những vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này các tỷ kheo, vì vấn đề này ta nói như sau, phàm Phạm Thiên nói với ông những gì, ông hãy làm như vậy, ông chớ có đi quá xa lời Phạm Thiên nói. Này các tỷ kheo, nếu ông đi quá xa lời Phạm Thiên nói thì giống như người dùng gậy đánh đập thần tài Siri đang đi đến, giống như một người đang rơi vào vực thẳm, tay chân lại không bám vào đất.
Này tỷ kheo, sự việc sẽ xảy ra cho ông như vậy. Này tỷ kheo, phàm Phạm Thiên nói với ông những gì, ông phải làm như vậy. Ông chớ có đi quá xa lời Phạm Thiên nói. Này tỷ kheo, ông có thấy chúng Phạm Thiên đang ngồi chăng? Rồi này các tỷ kheo, ác ma dắt ta đến chúng Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sau. Này ác ma, ta biết ngươi, chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Người là ác ma, này ác ma, phàm là Phạm Thiên, phàm là Phạm Thiên chúng, phàm là Phạm Thiên quyến thuộc, tất cả đều nằm trong tay của ngươi, tất cả đều nằm trong quyền lực của ngươi. Này ác ma, nếu ngươi nghĩ rằng mong vị này nằm trong tay ta, mong vị này nằm trong quyền lực của ta, này ác ma, ta không nắm, ta không nằm trong tay của ngươi, ta không nằm trong quyền lực của ngươi. 240. Phật biết rõ trời, nhưng trời không biết rõ Phật. Phạm Thiên phản bác sự từ bỏ chấp hữu, vì nếu không có gì thì còn gì để có. Một cách cụ thể là nếu biến hóa thiên hình vạn trạng thì sự chấp hữu phải vạn trạng thiên hình. Kinh văn. Các tỷ kheo khi nghe, khi được nói vậy, Phạm Thiên bắt cá nói với ta như sau. Này giả, cái gì thường còn, ta nói là thường còn. Cái gì thường hằng, ta nói là thường hằng. Cái gì thường tại, ta nói thường tại. Cái gì toàn diện, ta nói là toàn diện. Cái gì không biến hoại, ta nói là không biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói rằng cái ấy không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và vì không có một sự giải thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỷ kheo, xưa kia, có những sa môn bà la môn ở trong những đời trước, ông những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến trọn tuổi thọ của những người đó. Những vị này phải biết hoặc có một sự giải thoát khác hơn thì biết rằng có một sự giải thoát khác hơn, hoặc không có một sự giải thoát khác hơn thì biết rằng không có một sự giải thoát nào khác hơn. Này tỷ kheo, ta nói như sau với ông, ông sẽ không thấy một giải thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc và khổ cực. Này tỷ kheo, nếu ông y trước địa đại, ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ngoài lề. Nếu ông y trước thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sanh, chư thiên, sanh chủ, nếu ông y trước Phạm Thiên, ông sẽ gần ta, trú lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra ngoài lề. Này Phạm Thiên, ta biết việc này, nếu ta y trước đại địa, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sanh, chư thiên, sanh chủ, nếu ta y trước Phạm Thiên, ta sẽ gần ông, trú tại lãnh địa của ông, làm theo ý ông muốn, bị đứng ra ngoài lề. Lại nữa, này Phạm Thiên, ta biết sanh thú gác tí của ông và ta biết sự quang vinh của ông. Phạm Thiên bắt cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên bắt cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên bắt cá có uy lực như vậy. Này tỷ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự quang vinh của ta, Phạm Thiên bắt cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên bắt cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên bắt cá có uy lực như vậy. Như nhật nguyệt lưu chuyển sáng chói khắp mười phương, như vậy mười thiên giới dưới uy lực của ông biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến đi hữu tình. Như vậy, Phạm Thiên, ta biết chỗ sanh thú và sự quang vinh của ông. Phạm Thiên bắt cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên bắt cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên bắt cá có uy lực như vậy. Này Phạm Thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Này Phạm Thiên, có loại chư thiên tên là Apphrasara, Quang Âm Thiên. Từ chư thiên này, ông mạng chung và sanh ở nơi đây. Nhưng vì ông an trú ở đấy quá lâu, nên ông không nhớ được. Do đó, ông không biết, không thấy. Còn ta biết, ta thấy. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, lại có một loại chư thiên tên là Suphakina, biến tịnh thiên. Lại có một loại chư thiên tên là Quê Há Phá Lá, quảng quả thiên.
mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết địa đại, từ địa đại, ta biết cho biết giới vức địa đại. Ta không lãnh thọ địa do biết địa đại, ta không nghĩ ta là địa đại, ta ở trong địa đại, ta từ địa đại là của ta và ta không tôn trọng địa đại. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết thủy đại. Này Phạm Thiên, ta biết hỏa đại. Này Phạm Thiên, ta biết phong đại. Này Phạm Thiên, ta biết chúng sanh. Này Phạm Thiên, ta biết chư thiên. Này Phạm Thiên, ta biết sanh chủ. Này Phạm Thiên, ta biết Phạm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết ấp phá xá rá quan âm thiên. Này Phạm Thiên, ta biết xuất phá ký ná biến tịnh thiên. Này Phạm Thiên, ta biết quá phá phá lá quảng quả thiên. Này Phạm Thiên, ta biết áp phi phu thắng giả. Này Phạm Thiên, ta biết tất cả sắp bá, từ tất cả cho đến giới vức tất cả. Ta không lãnh thọ nhất thiết tánh, ta không nghĩ ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta từ tất cả là của ta và ta không tôn trọng tất cả. Như vậy, này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, ta thù thắng hơn ông. Này Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả không lãnh thọ nhất thiết tánh, thì đối với Tôn giả trở thành trống không, trống rỗng, thức là phi sở kiến, không biến tế, chói sáng tất cả. Nếu không thể lãnh thọ địa đại ngang qua địa tánh, không thể lãnh thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ hỏa đại ngang qua hỏa tánh, không thể lãnh thọ phong đại ngang qua phong tánh, không thể lãnh thọ chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thể lãnh thọ chư thiên ngang qua chư thiên tánh, không thể lãnh thọ sanh chủ ngang qua sanh chủ tánh, không thể lãnh thọ Phạm Thiên ngang qua Phạm Thiên tánh, không thể lãnh thọ Quan Âm Thiên ngang qua Quan Âm Thiên tánh, không thể lãnh thọ biến tịnh thiên ngang qua biến tịnh thiên tánh, không thể lãnh thọ áp phí bu thắng giả ngang qua áp phí bu tánh, không thể lãnh thọ nhất thiết ngang qua nhất thiết tánh. Này Tôn giả, nay ta sẽ biến mất trước mặt Tôn giả. Này Phạm Thiên, hãy biến đi trước mặt ta nếu ông có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên bắt cá nói, ta sẽ biến mất trước mặt Sa môn Gotama, ta sẽ biến mất trước số ta sẽ biến mất trước Sa môn Gotama. Nhưng Phạm Thiên bắt cá không biến mất trước mặt ta. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với Phạm Thiên bắt cá, này Phạm Thiên, ta sẽ biến mất trước mặt ông. Này Tôn giả, Tôn giả hãy biến đi trước mặt ta nếu Tôn giả có thể biến được. Rồi này các tỷ kheo, ta thực hiện thần thông như sau, hãy để cho Phạm Thiên, Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quyến thuộc được nghe tiếng ta chứ không thấy ta. Rồi ta biến mất và nói lên bài kệ như sau: thấy nguy hiểm trong hữu, từ hữu tìm phi hữu, ta không tôn trọng hữu, không hỷ không chấp trước. Rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên, Phạm Thiên chúng và Phạm Thiên quyến thuộc tâm sanh vi diệu hy hữu, nói lên như sau: thật phi diệu, vi diệu thai chư Tôn giả, thật hy hữu thai chư Tôn giả, đại thần lực, đại uy lực của Sa môn Gotama thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy, chưa từng nghe một Sa môn hay Bà La môn nào khác có được đại thần lực, đại uy lực như Sa môn Gotama là thích tử xuất gia từ dòng họ Sakkiya. Đối với quần chúng ái trước hữu, lạc nhiễm hoan hỷ đối với hữu, Sa môn Gotama đã nhổ hữu lên tận cả gốc rễ. 241. Phật biết rõ ma, nhưng ma không biết rõ Phật. Ma vương chỉ có thể dẫn đạo sai lạc, người không biết ma vương là ai. Chúng sanh của bóng tối vô minh, Đức Phật trái lại biết rất rõ. Kinh văn:
Rồi đầy các tỷ kheo, ác ma sau khi nhập vào một trong phạm thiên quyến thuộc đã nói với ta như sau: Này tôn giả, nếu ông biết được như vậy, giác ngộ như vậy, chớ có hướng dẫn đệ tử, chớ có hướng dẫn các vị xuất gia, chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến đệ tử, chớ có ái luyến các vị xuất gia. Này các tỷ kheo, trước ông đã có những vị sa môn bà la môn ở đời tự xưng là bậc a la hán chánh đẳng giác. Những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị xuất gia, ái luyến các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi thuyết pháp cho các đệ tử, các vị gia, sau khi ái luyến các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân hạ liệt. Này các tỷ kheo, trước ông đã có những vị sa môn bà la môn ở đời tự xưng là bậc a la hán chánh đẳng giác. Những vị này không hướng dẫn đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết pháp cho đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết pháp cho các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất gia, khi thân hoại mạng sống bị cắt đứt, các vị này được an trú trong thân vi diệu. Này tỷ kheo, ta nói với ông như sau: Này tôn giả, chớ có phiền lao cực nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại. Này tôn giả, chớ có nêu rõ việc thiện. Này tôn giả, chớ có giảng dạy cho người khác. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với ác ma như sau: Này ác ma, ta biết ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không biết ta. Này ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nói như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nói như vậy vì không thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nghĩ như sao? Những ai được sa môn Gotama thuyết pháp, những người ấy sẽ thoát ra khỏi tầm tay ảnh hưởng của ta. Này ác ma, những sa môn bà la môn ấy không phải chánh đẳng giác, nhưng tự xưng là chúng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, ta là chánh đẳng giác, và ta tự xưng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? Này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng với phiền não, đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này ác ma, ví như cây ta la, dầu thân cây này bị chặt đứt, khiến không thể lớn lên được cũng vậy. Này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ứng với phiền não, đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây ta la, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, vì ác ma đã thất bại, không thể thuyết phục ta, vì có lời mời Phạm Thiên, nên bài trả lời này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Dạ, con đã đọc xong bài kinh văn, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri cùng Đại Đức Sư Nguyên Không cùng Chư Tăng.
Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn cô Quỳnh Ngọc đã đọc bài hôm nay. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh gọi là Phạm Thiên Thỉnh Cầu Ramani Mantanika Sutta. Thì phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe MC đọc cái bài hôm nay. Thì, trước tiên đó là chúng ta sẽ nói đến cái nội dung của nó là cái bài kinh này. Thường khi mà chúng ta đọc cái tựa thì chúng ta nghĩ rằng là Phạm Thiên Bát Cá là một vị bà tiên quý kính Đức Phật, thì muốn nghe lời thuyết pháp của Đức Phật hay là quy ngưỡng Đức Phật. Nhưng mà tùy thật không phải là như vậy, bởi vì Phạm Thiên muốn muốn phe mình cũng như là muốn thỉnh mời Đức Phật vào cái thế giới mà chính cái vị Phạm Thiên này quan niệm. Như chúng ta biết đó là Phạm Thiên theo ở trong cái tín ngưỡng văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo của Bà Đạo Bà La Môn đó, là người ta xem như là một cái vị mà sáng tạo chủ, tức là cái người mà sinh ra muôn loài, sinh ra muôn loài, và do đó thì họ có thờ cái thần Phạm Thiên. Rồi ở trong cái Phật giáo của chúng ta đó, đặc biệt là trong kinh điển Pali đó, thì được biết như là một cái từ Phạm Thiên mà trong kinh điển Pali sử dụng, thì mình cũng xem như là một cái vị có một cái thành tựu do thiền định, do thiền thiền định chứng các cái tầng thiền, sanh các cái cảnh giới mà ở đó chúng ta gọi là Phạm Thiên sắc giới hoặc là Thảo Phạm Thiên vô sắc giới. Thì ở đây đó thì như chúng ta biết đó là Phạm Thiên Bát Cá là một trong những cái nhân vật mà được Đức Phật nhiếp phục, cảm thắng được Ma Vương, cảm thắng được được Phạm Thiên ở trong tám cái cảm thắng của Đức Phật khi mà Đức Phật giác ngộ, thì trong đó có Phạm Thiên Bát Cá. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Phạm Thiên Bát Cá để mà thỉnh Đức Phật vào cái thế giới, về Đức Phật từ ở một cái nơi đó Đức Phật xuất hiện, có mặt ở nơi mà Phạm Thiên nói, thì Phạm Thiên mới nói rằng là ở nơi của ông là cái chỗ này là thường hằng, chỗ này là bất quậy, chỗ này là hoàn toàn, chỗ này là toàn hảo, vân vân. Thì khi mà ông Phạm Thiên Bát Cá đó nói như vậy đó, thì sự thật ra quý vị biết rằng ở trong cái thế giới này, cái thế giới quan này đó, thì từ cái ý niệm, cái ý niệm mà sáng tạo chủ từ ở cái bài kinh trong Trường Bộ Kinh là bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, thì cho chúng ta biết đó là cái quan niệm hay là cái kiến chấp và cho rằng có một cái đấng sáng tạo, và chính đấng sáng tạo đó là thường hằng và không có cái gì mà bất hoại, không có cái gì mà biến hoại ở trong đó. Và vì vậy cho nên là sanh ra một cái ý niệm có một cái vị Phạm Thiên sanh ra. Thì từ khi mà mình sanh ra đó, mình sanh ra có một mình ở cái cảnh giới đó, đến khi mà mình một thời gian sau thì cũng thấy mình, rồi có một số người sinh ra ở trong cái chung với mình, thì cứ mình, rồi đến khi mà các cái chúng sinh đó đó, các cái vị khác mà sanh ở cảnh giới khác, thì mình cứ nghĩ rằng mình sống hoài, mình thường hằng và mình sanh ra muôn loài, từ đó mới có cái ý niệm là đấng sáng tạo chủ.
Mà chúng ta thấy rằng hầu như cái kiến chấp, hầu như là các cái kiến chấp á, đều cho có một cái gì đó là thượng hạng. Thì cái suy nghĩ của Phạm Thiên Bát Cá ở đây đó, thì Phạm Thiên nói cho cái này là thừa, cái này là thường, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này là không biến hoại, cái này là không sanh không già, cái này không chết không diệt, cái này không sanh khởi không khởi, cái này ngoài cái này ra không có một cái ngoài ngoài cái này ra không có nào giải thoát bằng khác hơn. Thì ở đây đó là Phạm Thiên tự cho mình là cái cảnh giới của mình và bản thân của mình đó là không có biến hoại, không có biến hoại. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cả cái, nếu mà mình nhìn ở trong cái Phật giáo á, thì nếu mà nói thân của chúng ta đó, cái thế, cái thân của chúng ta đó, thì ở cái thế giới này, tức là cái thân của chúng ta là năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn á, thì nó cũng là sanh diệt thôi, không có một cái gì mà nó thường hằng. Bởi vì chúng ta được tái sinh, rồi chúng ta được nuôi nấng bởi những cái thực phẩm nuôi cái xác thân này, rồi ngoài cái xác thân này đó là xác pháp của chúng ta đó, thì chúng ta có bốn cái thành phần danh uẩn á, là thọ tưởng hành thức, thì tất cả những cái đó nó cũng sanh diệt, chứ nó không bao giờ mà nó trường tồn. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái thế giới mà xung quanh của chúng ta, cái thế giới quan, tức là nói đến cảnh giới các cái cõi, thì không có một cái cõi nào mà lại là thường hằng hết. Bởi vì nếu mà là một cõi, là nơi đó là có những cái có cái có những chúng sanh tồn tại ở đó, nếu nó là cõi thì có những cái vật hiện hữu ở đó. Ví dụ như chúng ta nói là cái cõi nhân loại của chúng ta thì nói là năm châu bốn biển gì đó, thì ở đó có cây cối hoa lá, rồi biển, rồi có đất núi, tất cả các cái thứ đó, thì cho dù nó lâu gì đi nữa thì nó cũng phải biến hoại thôi. Bởi vì quả địa cầu của chúng ta đó là nó cũng có, đã nhiều lần thay đổi rồi, nó cũng có nhiều lần thay đổi, mặc dù nó không phải là thay đổi hoàn toàn, biến hoại hoàn toàn, mất đi cái quả địa cầu này, nhưng mà nó cũng là biến hoại, nó cũng đang thay đổi. Thay đổi điển hình như chúng ta thấy rằng là ở ngoài biển thì lâu lâu trồi lên một cái đảo, rồi ở nơi trong đất liền lâu lâu sụp xuống, ở bờ bên sông bên này lở thì bên kia bồi, thì những cái hiện tượng đó là những tượng của gọi là các cái pháp hữu vi là như vậy. Như là trong kinh dạy là pháp hữu vi là vô thường, sắp bê sankhara anicca, tức là các pháp hữu vi là vô thường. Cho nên là từ dù là cái vật hữu tình hay là một cái vật vô tình, tức là những chúng sanh hữu tình cho đến là những cái vật vô tình, thì cũng đều là biến hoại, chứ không có cái gì mà thường hằng, và cũng không có gì toàn toàn hảo được, không có gì hoàn toàn được. Chúng ta lưu ý ở chỗ đó là gì như vậy. Thì ở đây đó là thường là chúng ta cứ nghĩ rằng có một cái gì đó nó vĩnh hằng, và theo lời Đức Phật dạy thì cái Phạm Thiên Bát Cá đó là cái kiến chấp chấp sai lầm, kiến chấp sai lầm. Và Đức Phật ngài mới nói với Phạm Thiên Bát Cá là do là chìm đắm ở trong vô minh, cho nên Phạm Thiên Bát Cá chấp vững như vậy, chấp kiến như vậy, cho rằng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói đó là có những chúng sanh ở cõi Quan Âm Thiên như là Phạm Thiên Bát Cá, rồi không phải là chỉ có cái cõi Quan Âm Thiên, rồi có những chúng sanh là có cõi biến tịnh thiên, rồi vô lượng quang thiên, vân vân. Thì những cái cảnh giới đó đó chúng ta thấy rằng mặc dù là tuổi thọ đó là dài, tuổi thọ là dài, bởi vì nếu mà chúng ta thấy rằng cái cõi ở cõi tứ thiên dương là cõi mà trời dục giới gần chúng ta, nên là cũng sống được 500 tuổi rồi, 500 tuổi so với cõi ở đó rồi, và một ngày một đêm ở cõi tứ thiên dương đó, bằng 50 năm ở cõi nhân loại của chúng ta.
mà họ họ sống tới đó là tới 500 tuổi ở cõi đó, thì mình thấy nó dài rồi. Huống chi là các vị Phạm Thiên ấy, thì sống bằng tính bằng A Tăng Kỳ, tức là cái số lượng năm và tuổi thọ của họ rất là dài. Bởi vì cái chúng sanh mà sanh về cõi Phạm Thiên ấy, thì phải là nói là do năng lực của thiền. Bởi vì một vị mà chứng thiền ấy, dù là chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì vị đó sẽ sanh về các cái cõi tương ứng ở cõi đó. Thì khi mà sanh về cõi đó thì mình sống cái tuổi rất là dài như vậy, thì nghĩ rằng là mình sẽ là cái người thường hằng, không bao giờ chết, không bao giờ biến hoại. Và những ai mà sanh vào cảnh giới đó cũng vậy. Sự thật ra thì cái kiến chấp của Phạm Thiên Ba Cá là một cái kiến chấp sai lầm do vô minh, mà Đức Phật ngài nói là sự thật là Phạm Thiên Bát Cá bị chìm đắm ở trong vô minh. Và một cái gì đó do vậy cho nên là Phạm Thiên Bát Cá mới chấp là cái này là vô thường mà cho là thường, cái này không thường hằng á thì nói là thường hằng, rồi cái này không thường tại lại cho là thường tại, cái này không toàn diện lại cho là toàn diện. Toàn diện, cái này biến hoại thì cho là không biến hoại, và cái chỗ này tại chỗ này có sanh thì bảo là không sanh, có sanh rồi có già có diệt có khởi thì cho rằng không sanh không già không diệt không khởi. Thì ở đây đó là do cái kiến chấp của Bà La Môn là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng để ý rằng đời sống mà của chúng sanh á, theo trong giáo lý duyên khởi của đạo Phật đó, của Phật giáo á, thì chúng ta do cái phiền não, do phiền não tức là do vô minh, rồi do tham ái, do cái chấp thủ, tức là do cái kiến chấp đó đó, một phần của kiến chấp đó đó là tạo ra, nó là một cái chất liệu để tạo ra cái đời sống luân hồi này, và khiến cho chúng ta chúng sanh có cái sự hành động là cái hành động để tạo tác ra. Và khi mà có sự tạo tác ra là do cái hạnh nghiệp của mình, do cái nghiệp của mình, cái hành của mình, cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, rồi chúng ta có cái sự hiện hữu trong cái đời sống của mình. Và vì vậy cho nên là chúng ta có một cái đời sống luân hồi cứ trôi dạt hoài từ kiếp này sang tới kiếp khác. Và rõ ràng thì cái người của kiếp trước đó, chúng sanh ở kiếp trước đó, thì nó không không phải là chúng ta nói là kiếp này, không phải là chúng sanh nó nối tiếp hoài ở trong kiếp này. Bởi vì chúng ta cũng phải chết là một cái hiện tượng tạm thời, chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời mà thôi. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta dẫn theo phải bị chi phối của nghiệp, rồi dẫn bị chi phối của phiền não, rồi chúng ta cũng phải tiếp diễn. Nhưng mà rõ ràng là cái người của kiếp trước và người kiếp sau không phải là một, mà cũng không phải là hoàn toàn. Thì ở đây nói một cách rõ là đại đa số phần đông là người ta chấp có một cái gì đó nó hàng hữu, nó hàng hữu. Ngay cả cho rằng là cái xác thân này nó hàng hữu, hay là cái tâm hồn này, cái tâm này nó hàng hữu, hay là cái linh hồn này nó là hàng hữu, cái tiểu ngã này nó là hàng hữu, vân vân. Thì cái gì mà mình chấp như vậy đó thì nó là cái sự trói buộc mà Đức Phật ngài nói là do vô minh cho nên là thường là chấp như vậy. Vì vậy cho nên là chúng ta hiểu ở trong Phật giáo đó là chính là do cái phiền não cho nên là nó là cái chất liệu để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Do là chúng ta có hành động bao gồm cả hành động thiện và bất thiện, cho nên là chúng ta có đầu tư tạo tác, cho nên là chúng ta hiện hữu. Hiện hữu đó đó là không phải là chỉ làm người. Nếu mà mình nói người đó là một, thì bây giờ mình sanh là người thì đời sau mình cũng sanh lại cõi nhân loại làm người nữa thì cũng không phải, bởi vì nó tùy thuộc vào nghiệp. Tùy thuộc vào nghiệp, cái nghiệp thiện thì chúng ta sanh vào cảnh giới an vui, mà ngay cả chúng ta tạo cái phước mà bằng cái phước gì đó, bằng cái bố thí, bằng trì giới, bằng cung kính gì đó, thì cái những cái nhân lành đó, đó nếu mà chúng ta
thành tựu được cái những cái nhân lành đó, thực hành được những cái nhân lành đó, thì chúng ta sanh về các cái cõi trời dục giới vui, dục giới vui. Nhưng mà rồi nếu chúng ta tu tập mà chứng thiền thì theo cái thiền chứng của chúng ta thì cũng sanh về mỗi cái cảnh giới nó cũng khác nhau. Cho nên á, cái việc đó đó cho chúng ta thấy rằng là chúng sanh thì rất là đa dạng, tùy theo hạnh nghiệp của chúng sanh, tùy theo hạnh nghiệp của chúng sanh. Cho nên là nói là cái cảnh giới nào đó là hàng hữu thì cũng không phải, và chính bản thân của chúng ta đó, mỗi người đó, thì do năm cái thành phần kết hợp lại là thọ, tưởng, hành và tức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó kết hợp lại cho nên là được gọi là con người. Nhưng mà sự thật ra thì nó không có một cái gì mà nó hàng hữu, mà nó phải biến hoại, nó phải sanh diệt. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài mới nói rằng là Đức Phật ngài biết rõ những cái sự vận hành đó, biết rõ cả phạm thiên, biết rõ các cái cảnh giới, chứ không phải là chỉ có một. Phạm thiên bát cá đó là chỉ biết cái cảnh giới của mình thôi, chứ mình cũng không biết được cả cái thế giới này. Và khi mà chúng ta học ở trong Phật pháp thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái cảnh giới này nó tùy thuộc vào nghiệp của chúng sanh, chứ không phải là không phải không tùy thuộc vào nghiệp chúng sanh đâu. Và vì vậy cho nên là không phải là chỉ có cái hạn hẹp ở trong cái cõi mình. Giống như mình chúng ta thấy là mình, nếu mà chúng ta nói là ngày xưa khoa học chưa có tiến bộ đó, thì chúng ta nói là cái cõi nhân loại của chúng ta, cõi người của chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ biết là ở trong cái địa phận của chúng ta thôi, hay là biết lắm thì cũng là ở trong cái đất nước của chúng ta. Nhưng mà ngoài đất nước chúng ta là khi mà có giao lưu rồi có liên hệ với nhau á, thì biết các cái châu lục, từ ở châu Đại Dương, châu Mỹ, vân vân, châu Á, châu Âu, rồi châu Phi, vân vân, thì chúng ta thấy rằng là tất cả các cái châu đó đều là có những cái sắc dân, có những cái người vậy. Rồi chúng ta nói xa hơn nữa đó thì có những cái cảnh giới, không phải chỉ loài người. Và khi mà khoa học phát triển thì có là các cái hành tinh, có những cái tinh tú ở các cái cảnh giới. Đó cũng chỉ là trong cái giới hạn biết của chính mình. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì ngài lại biết rõ hết tất cả cái sự có mặt hiện hữu của tất cả chúng sanh, cả cái thế giới này tồn tại có như thế nào, và biết luôn cả cái hạnh nghiệp của những chúng sanh đó. Cho nên ở đây khi mà một người mà chấp vào có một đấng sáng tạo thì không đúng như vậy, bởi vì không có một đấng nào sáng tạo, và mỗi một người tự tạo ra, tự mỗi một người tạo ra. Thí dụ như mình tạo cái hạnh nghiệp, cái nghiệp đó nó sẽ dắt dẫn đưa đẳng mình đi, mình tái sanh. Tạo nghiệp thiện nào thì chúng ta tái sanh cảnh giới nào, tạo ác nghiệp nào thì chúng ta tái sanh cảnh khổ nào, thì cái điều đó nó tùy thuộc vào cái hạnh nghiệp của chúng ta. Và vì vậy cho nên là hành á, trong giáo lý Duyên Khởi, hành và hữu, hành tức là cả hành động thiện, hành động bất thiện để tạo ra cái đời sống luân hồi này, chúng ta có cái hiện hữu. Và ở đây đó là Đức Phật ngài nói rằng cái điều mà chính Phạm Thiên chấp như vậy đó là một cái sự chấp sai lầm, sự chấp sai lầm. Và Đức Phật ngài biết rằng là địa đại, phong đại, thủy đại, quả đại. Ngài nói như vậy. Ví dụ bây giờ cái thân của chúng ta này gồm có địa đại, thủy đại, quả đại, thì trong thủy đại, quả đại đó là sự tập hợp, chứ không có cái tôi ở trong đó, không có cái tự ở trong đó. Bởi vì nếu mà nói thân là tôi là địa đại, hay là tôi là quả đại, hay là tôi là thủy đại, thì cái chấp đó nó cũng là sai. Bởi vì cái sự tập hợp của thân tứ đại này đó là sự tập hợp, chứ không phải là cái đó là tôi là ta ở trong đó. Rồi Đức Phật ngài mới nói rằng là có những chúng sanh, có những chư thiên, có những chư thiên, chúng ta thấy rằng có những chư thiên, rồi sanh chủ, chư thiên là sanh chủ. Chư thiên ở đây đó là chúng ta có thể hiểu là các chư thiên ở cõi trời dục giới, từ tứ thiên vương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên. Rồi sanh chủ ở đây có thể nói như là một cái vị mà ma vương vậy, ma vương. Rồi phạm thiên là các cái vị phạm thiên ở cõi trời sắc hoặc là vô sắc.
thì hoặc là Sa môn Bà La môn. Quý vị thấy rằng nó là một người mà sanh ở cảnh giới nào đó, nó cũng tùy thuộc vào cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp của chúng sanh tạo ra. Như vậy thì Đức Phật ngài không ngài 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 giải thích cho biết rằng đó, là không phải chỉ có cái cảnh giới nào duy nhất mà rất là đa dạng, và mỗi một cảnh giới gì nó tùy thuộc vào cái nghiệp tương ứng của mỗi chúng sanh tạo ra, và sự hiện hữu của các chúng sanh đó, đó thì chúng ta hiểu rằng nó cũng đều là chịu sự sanh diệt ở trong tất cả các pháp phạm vi. Vì vậy cho nên trong kinh các hành đó, là vô thường, bởi vì nó biến đổi mà, nó sanh diệt, nó biến đổi từ trạng thái này sang tới trạng thái khác, nó biến đổi, nó không bao giờ mà nó đứng yên, cả về tâm của chúng ta hay là về thân của chúng ta hay về danh về sắc của chúng ta cũng vậy. Rồi á, là ở đây đó là tất cả những cái chúng sinh đó đó đều phải chịu cái sự khổ, như là Đức Phật dạy là tất cả các hành là khổ là vậy. Bởi vì chúng ta có hiện hữu, bây giờ mình không có nói xa mà chỉ nói là cái cõi nhân loại của mình, khi mà mình làm cái thân người này đó, thì nếu mà mình gẫm lại, có một cái suy gẫm á, thì ở trong cái kiếp nhân sinh của mình đó, nó trải qua biết bao nhiêu cái thăng trầm, bao nhiêu cái khổ lụy, mà cái khổ lụy mà chúng ta gặp á, là chúng ta bệnh, chúng ta già, chúng ta đau, chúng ta chết, rồi chúng ta thương mà chúng ta phải xa, chúng ta ghét mà chúng ta phải gần. Tóm lại là chúng ta có cái thân này chấp thủ với cái năm năm uẩn này, cho nên là bao nhiêu cái sự hệ lụy nó đều là khổ. Khổ là như vậy, cho nên, chính vì như vậy cho nên là Phạm Thiên nói những cái điều mà nói là cái thế giới này nó thường hằng, nó an toàn, nó bảo đảm như thế này thế nọ đó, thì Phật mới nói rằng không phải là như vậy. Bởi vì chính những điều đó là Phạm Thiên chỉ biết một, Phạm Thiên Bát Cá chỉ biết những cái điều mà Phạm Thiên biết thôi. Còn ngoài cái việc đó thì Đức Phật còn biết những cái chúng sanh có hiện hữu, những cảnh giới có hiện hữu, mà hiện hữu này đó nó đều là do phiền não, hiện hữu này đó là do hạnh nghiệp, cái nghiệp của chúng sanh tạo ra, và chúng ta có mặt ở trong các cảnh giới đó. Rồi Đức Phật ngài mới nói tiếp rằng ngài biết rõ luôn các trời, nhưng các vị trời không biết rõ ngài. Ở đây đó là Đức Phật ngài cho biết rằng nó là chính vì, và Phạm Thiên mới nói rằng nó là chính do cái sự chấp hữu đó cho nên là có những cái trạng thái, rồi có những sự biến hóa dạng thiên hình dạng trạng như vậy. Thì ở đây á, là Phạm Thiên cho rằng cái gì thường hằng, có một cái gì đó để tạo ra, đó là thân của Phạm Thiên, hay thân của đó là chư thiên, thân đó là sanh chủ, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trong mọi cái sự hiện hữu của chúng sanh đó, đều là do cái bắt nguồn từ ở cái tha mái, bắt nguồn từ ở cái vô minh, bắt nguồn từ ở cái chấp thủ, và khiến cho chúng sanh có một cái sự hiện hữu trong các cái cảnh giới là như vậy. Thì như vậy thì điều này cho chúng ta thấy rằng là Phạm Thiên luôn luôn có một cái sự chấp thủ, có một cái gì đó hằng hữu không bao giờ biến mất. Và vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói rằng không có một cái gì mà nó lại là hằng hữu ở trong đó. Và cái mà Đức Phật ngài biết ở đây là tất cả những cái cảnh giới đó, chúng sanh đó đều phải chịu cái sự thay đổi. Và vì vậy cho nên là ở trong đạo Phật á, không chấp nhận có một một cái đấng sáng tạo chủ, đấng sáng tạo chủ. Mà phần đông á, chúng ta thấy rằng là các cái tôn giáo thì cho rằng có một cái gì đó đấng sáng tạo, dù là cái danh từ có gọi khác nhau, nhưng mà rồi có một cái gì đó nó sanh ra con người. Và trong Phật giáo do Đức Phật ngài không không chấp nhận là có một đấng sáng tạo,
Cho nên là Ngài mới thuyết về giáo lý duyên khởi. Tức là do có cái này có, cho nên có cái kia. Và ngay cả trong thân năm uẩn của chúng ta đó là sự tập hợp, chứ không có một cái gì đơn thuần, không có cái gì mà bất biến, không có cái gì mà nhất hằng vĩnh dặc, vĩnh hằng gì ở đây hết, mà Đức Phật cho chúng ta biết là như vậy. Rồi từ ở cái việc đó đó, Đức Phật mới nói rằng là sự hiện hữu của chúng sanh đó, đó là sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là gì? Là luôn luôn có cái sự đau khổ và luôn luôn có mặt ở trong các cái cảnh giới. Và khi chúng ta sanh ra đời đó, thì chúng ta chịu cái sanh già bệnh chết, và cái ngã chấp của Phạm Thiên á, Bát Cá đó, tự cho rằng cái việc gì đó nó hằng hữu, và mời Đức Phật đến để mà biết cái cảnh giới của mình. Và Phạm Thiên Bát tự cho cái thế giới, cảnh giới của mình là cảnh giới hằng hữu, rồi chính bản thân của mình là hằng hữu. Đức Phật cho nói rằng Phạm Thiên chỉ biết được cái cảnh giới của mình, chứ cũng không biết được những cái gì ngoài cái cảnh giới của mình. Vì vậy cho nên là Đức Phật mới giải thích rằng ở trong các cái cảnh giới không phải chỉ có cảnh giới đó. Chúng ta học ở trong cái phần gọi là cái cảnh giới, gọi là cõi ở trong Phật giáo, nên mô tả là 31 cõi. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta thấy là bao nhiêu cái cảnh giới đó đều là tùy thuộc vào cái nghiệp của chúng sanh đó. Nói cái cõi nhân loại của chúng ta thì nó cũng là đa dạng rồi, chứ đừng nói tới các cái cảnh giới khác, nó còn đa dạng hơn. Mà sở dĩ nó đa dạng, nó khác biệt như vậy đó, đều là do hạnh nghiệp của chúng sanh đó. Và điều nữa đó là bây giờ đó là nói rằng là Phạm, bây giờ Ma Vương mới nhập vào trong Phạm Thiên, mới nói rằng là bởi vì Ma Vương á, Đức Phật ngày nói rằng Phật biết rõ về ma, nhưng mà ma không biết rõ về Phật. Ở đây đó chúng ta thấy rằng khi nói đến Ma Vương á, là cái gì đó mà chúng ta hiểu đó là cái sự trở ngại, đó là cái sự cản trở. Thí dụ như là lúc mà Đức Phật ngày giác ngộ thì Ma Vương tới thử thách ngài, biến ra nhiều cái binh mã để mà cầm khí giới để mà thử thách Đức Phật. Rồi hoặc là những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng bị ma ngăn trở. Thì cái ma ở đây đó là chúng ta hiểu rằng nếu mà nói là một vị ở cái cảnh giới đó, thì là chỉ cho cái vị mà ở cõi trời tha hóa tự tại, tức là cái cõi trời cao nhất trong sáu cái cõi trời dục giới. Và vị này là thường có những cái sự thử thách, thử thách những ai. Và ở trong kinh đó, thì chúng ta được nghe mô tả rằng là tất cả chúng sanh đều phải bị sự cương tỏa của Ma Vương. Ở đây đó là sao? Ma Vương là tham ái, Ma Vương đó là phiền não, Ma Vương đó là những cái mà làm cho chúng ta phải luân hồi sanh tử hoài. Ví dụ như nói là ngũ ma, là tử thần ma, rồi pháp hành ma, rồi thiên ma, rồi ngũ uẩn ma, rồi vân vân phiền não ma, thì những cái ma đó là cái sự chướng ngại. Chúng ta hiểu Ma Vương ở đây là cái sự trở ngại hay là chướng ngại. Thì nếu mà mình nói rằng là chính cái sự cương tỏ của Ma Vương á, là ở đây là gì? Đó là do phiền não, do tham ái. Và tham ái có mặt ở đâu thì chúng ta phải làm, chúng ta có sự hiện hữu ở đó. Và khi mà có sự hiện hữu thì có cái sự khổ đau. Khi Đức Phật ngài nói rằng là Ma Vương á, thường là có những cái sự thử thách. Ngay cả bản thân Đức Phật khi mà ngài vừa giác ngộ thì Ma Vương tới thử thách. Hay hoặc là Ma Vương cũng đã nhiều lần thỉnh Đức Phật để niết bàn. Cũng như là cái sự sau khi Đức Phật đã hoằng pháp xong á, thì Ma Vương thỉnh Đức Phật niết bàn. Thỉnh Đức Phật niết bàn. Ngày nay Đức Thế Tôn ngài đã giáo hóa hàng đệ tử rất là đông, là nhiều rồi, và ngài đã tiếp độ những người này thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi sự cương tỏ của Ma Vương rồi.
Thì ở đó chúng ta hiểu rằng là những vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy, cũng bị cái sự thử thách của ma vương. Thì quý vị thấy rằng là ma vương ở đây chúng ta hiểu là do cái phiền não, do cái phiền não, và chính cái phiền não đó nó làm cho cái, thí dụ như mình bị dính mắc cái gì đó là tham ái, mình dính mắc cái gì đó là do cái sự chấp thủ, mình tìm cầu cái gì đó là do tham ái, mình dính mắc cái gì đó là chấp thủ, thì ở đó là do phiền não. Thì khi một người mà bị cái sự cương tỏ của ma vương á, thì mình cũng không có lìa bỏ những cái đó được, mình bị dính mắc ở trong cái đó, hay là mình bị trói buộc ở trong những cái phiền não đó, đó là mình, cái người đó, chúng sinh đó bị cái lưới ma nó bao phủ, cái lưới ma nó bao phủ và không có thoát ra khỏi. Đối với Đức Phật á, thì ngài biết rõ được cái quy luật của ma vương, biết rõ được cái quy luật của ma vương, và ngài không có chịu sự cương tỏ, hay là các vị thánh vô lậu giải thoát là không có sự cương tỏ, chịu cái sự cương tỏ của ma vương, tức là ma vương không có cái không đủ quy lực để mà áp chế những cái vị đó, như Đức Phật cũng vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình, một người mà xuất gia ở trong Phật giáo cũng vậy, những vị sa môn hay là những vị bà la môn hay là những vị xuất gia ở trong Phật giáo, thì một người đó hiểu rõ được cái sự trói buộc của phiền não, ràng buộc của phiền não, đặc biệt là cái ái chấp, cái tham ái ở trong chỗ nào, thì cái vị đó, đó tự biết mở ra, tự biết vượt ra khỏi những cái sự trói buộc đó. Rồi một khi mà mình vượt ra khỏi cái sự trói buộc đó đó, thì ma vương á, nó không có trói buộc nữa. Như là Đức Phật cũng vậy, khi mà Đức Phật ngài chứng đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài mới tuyên bố là khi nào mà ở trong cái thế giới chư thiên ma vương phạm thiên hay là sa môn bà la môn á, ngài tự thân mình liễu tri chứng ngộ được bốn sự thật, thì cho đến khi ấy Như Lai tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì ở đó đó chúng ta thấy rằng là một người mà một vị như Đức Phật cũng vậy, không có còn bị cái sự trói buộc của ác ma. Và khi mà không còn sự trói buộc của ác ma đó, tức là ở đây chúng ta hiểu là do phiền não đó, do tha mái, do vô minh đó, không có trói buộc nữa, thì cái người đó không bị sự cương tỏ và không có chịu cái sự dắt dẫn của ma vương. Và một người mà rượt ra khỏi cái phiền não ma đó, giống như là cái người không có cái sự chịu cái sự gọi là tử thần ma ở trong đó. Thì chúng ta hiểu rằng là nếu mà đời sống luân hồi đó, thì từ xưa từ vô thủy tới giờ đó, là chúng sanh nó luân hồi rất là nhiều, bản thân của chúng ta cũng vậy, tức là luân hồi vô lượng kiếp rất là nhiều, có khi thì sanh làm người cõi nhân loại, có khi thì sanh chư thiên, có khi thì sanh trong khổ cảnh, có khi thì sanh trong lạc cảnh. Thì mỗi cảnh giới đều là do cái hạnh nghiệp của mình, mà cái hạnh nghiệp đó là do chúng ta tạo ra, do chúng ta tạo ra. Thì khi mà còn phiền não, tức là còn tham ái, còn vô minh, cho nên nó khiến cho chúng ta có cái sự hành động. Và khi mà chúng ta có hành động, có tạo tác, thì chúng ta có sự hiện hữu. Và do vậy đó là chịu cái sự cương tỏ, hay sự bao vây, hay là cái lưới của ma nó bao phủ những chúng sanh đó. Những chúng sanh đó. Bởi vì vậy, sự xuất hiện của Đức Phật đó là sự xuất hiện của một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài biết rõ được là ma vương á, phạm thiên á, là có một cái kiến chấp sai lệch, nghĩ rằng cái đó là cái thường hằng. Còn đối với ma vương á, thì đó là cái sự phong tỏa, cái sự cương tỏ mái và chấp thủ, rằng ở trong thấy như vậy đó, và cái kiến chấp á, sai lầm á, là cái kiến chấp mà thường có cái ngã chấp ở trong. Thường là chúng sanh rơi vào hai cái trạng thái là chấp thường và chấp đoạn. Thì Phạm Thiên á, là một cái vị cứ nghĩ rằng cái thế giới của mình và bản thân của mình là trường tồn,
bất biến, hoàn hảo, vân vân. Nhưng mà đối với Ma Vương á, là nghĩ rằng á, là mọi chúng sinh đều là nằm ở trong cái sự cương tỏ của Ma Vương hết. Nhưng mà đối với Đức Phật á, thì Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài xuất hiện ở đời khi mà giác ngộ dưới cây cầu cây Bồ Đề rồi đó, thì Ngài không có sự chịu sự bao phủ của cương tỏ của Ma Vương nữa. Và những vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy, sau khi mà chứng ngộ vô thượng Bồ Đề, giải thoát trở thành một bậc A-la-hán vô lậu, thì không có cái sự cương tỏ của Ma Vương nữa, hay cái sự bao phủ của Ma Vương nữa. Bởi vì vậy đó, cho nên là ở đây đó là ác ma đó thì là chịu cái sự thất bại khi mà không có cương tọa, không có bao phủ, hay là không có chịu dắt dẫn, không có điều khiển hay là dắt dẫn Đức Phật hay là vị thánh đệ tử vô lậu của Đức Phật được. Vì vậy cho nên ở đây đó là có thể nói rằng là do là cái lời kinh cầu thỉnh, sự thật ra là không phải là Phạm Thiên cầu thỉnh Đức Phật thuyết pháp, mà là Phạm Thiên muốn mời Đức Phật đến cái cảnh giới của mình, để cho rằng cái cảnh giới của mình, để cho Đức Phật thấy rằng cái cảnh giới của mình là thường ngàn bất biến, và Đức Phật cho Phạm Thiên biết rằng không có cái gì mà thường ngàn bất biến. Phạm Thiên chỉ biết được cái cảnh giới của mình như vậy thôi, còn Đức Phật thì ngoài cái việc mà biết những cái cảnh giới đó đó, cảnh giới của Phạm Thiên Bát Cá đó, thì còn biết được các cái cảnh giới của các chúng sanh. Mà sự hiện hữu của chúng sanh đó đó là do hạnh nghiệp, mà hạnh nghiệp đó đó thì lại đều là do cái phiền não tạo nên, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Còn Ma Vương á là cái gì mà chúng ta hiểu đó là cái dòng cương tỏa, đó là chính là tham ái, đó là vô minh. Và vì vậy đó, chúng sanh chịu cái sự bao phủ của vô minh, sự bao phủ của tham ái, cho nên luân hồi, sanh tử khổ. Đối với Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài dạy cho những vị đệ tử của Đức Phật biết thoát ra những cái lưới trói buộc của ma, và phá bỏ những cái kiến chấp sai lầm cho rằng cái gì đó nó thường hằng, từ ở cái vật hữu vi, mọi vật hữu vi, hữu tình hay là vô tình, ngay cả trong thân của chúng ta là ngũ uẩn, thì những cái điều đó nó cũng chịu là biến hoại sanh diệt, không có cái gì mà thường hằng, không cái gì mà bất biến, không có cái gì mà vĩnh trường cũ ở trong đó. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời, mặc dù là còn những cái ý ở trong cái bài kinh này, để dành thời gian còn lại để chư tăng bàn thảo luận, để chúng ta hiểu rõ hơn thêm. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm an lạc, chúng quý cô tu nữ quý Phật tử luôn được sự an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú à kính trường trường đó pháp tình à và trường đó từ siêu trường đó có ở trước máy và trường đó có nghe được không, nếu trường đó từ siêu đang ở trước máy xin trường đó hoan hỷ cho biết một lần nữa xin đi khỏi trường đó từ siêu trường đó có ở trước máy không à trường đó pháp đang nghe trường đó đang có nghe được không, nếu trường đó đang nghe được xin trường đó hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận được chứ. Dạ, thì đó Pháp Đăng, chúng ta đọc ở trong kinh, như bài kinh này hay là kinh Phá Vọng đó, chư vị Phạm Thiên do sống quá lâu á, ở trong cảnh giới do đó sanh ra cái tà kiến. Thí dụ ở trong cõi người chúng ta mà sống quá lâu đó, thì cái thọ mạng lâu dài hay là một người sanh ra đời mà có nhiều quyền lực, có nhiều tiền bạc, có nhiều sức khỏe thì chúng ta có thể sanh ra tà kiến, sanh ra kiến chấp từ từ thọ mạng hay là năng lực không? Xin kính thỉnh trường đó Pháp Đăng. Alo. Dạ, có Pháp Tăng, cái đánh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cái đánh lễ cũng ta, để siêu cũng ta nhất đẳng, ta tân. Ta thể quyền, ta minh hạnh. Đức Phật tính này, để tri sự nguồn thông của chư Tôn Đức Tăng. Xin chào các bạn.
Tại cô thượng đẳng cha Phật tử. Thật sự thì nếu mà coi những cái vị đệ tử mà của ngài hòa thượng ngài dịch về cái câu chuyện Phạm Thiên Bát Há đó, thì và vị Phạm Thiên Bát Há là một vị mà từ cái cõi tứ thiền xuống cái cõi tam thiền, mà thường thường là các cái cõi đó giống như ngủ và thức dậy thôi. Thì chúng ta biết rằng Phạm Thiên Bát Há thì trong cái câu chuyện mà của ngài hòa thượng viện chủ ở bên chùa Thượng Tọa Giác Đẳng thì ngài có dịch ra thì ngài cho biết rằng Phạm Bát Há là vì từ cái cõi tứ thiền, cõi quảng quả sanh xuống cái cõi tam thiền, từ cõi tam thiền sanh cõi nhị thiền tới sơ thiền, còn thời gian không lâu nữa thì cái vị Phạm Thiên này chết. Và Đức Phật nhá, mà người biết được cái duyên của vị Phạm Thiên này, vì trong quá khứ cái vị Phạm Thiên Bát Há này là thầy của Đức Bồ Tát, mà do cái năng lực thiền định và do cái thiện nghiệp công đức mà cứu các cái đoàn người ở trên sa mạc, rồi đám cưới ở trên cái dòng sông, rồi một số người ở bên cái biên địa mà Phạm Thiên này đã dùng thần thông hiện để cứu mấy cái đoàn người này do cái nghiệp thiện đó mà sanh lên với cái tâm thiền mà sanh lên cái cõi cao đó. Và từ cái cõi cao mà sanh xuống cõi thấp đó, từ cõi 32 kiếp đến đất rồi xuống 16 kiếp đến đất, xuống 8 kiếp đến đất rồi xuống cõi thấp hơn nữa, thì cũng giống như ngủ mà thức dậy thôi. Thì chính vậy vị Phạm Thiên mới khởi lên cái tà kiến, nghĩ rằng mình là bất sanh bất diệt, tại vì thấy lâu quá mà, bởi vì thấy 16 kiếp đến đất thấy lâu rồi, 18 kiếp đến đất thấy lâu rồi, nên đó Phạm Thiên Bát Há lại khởi lên cái tà kiến đó. Và Đức Phật ngày lên trên cái cõi Phạm Thiên đó, ngày cho biết rằng Phạm Thiên Bát Há kiếp đó làm thầy của ngài là vị đạo sĩ đắc thiền, ngài nói như vậy để ngài cho biết rằng cái vị này còn thời gian cái tuổi thọ không lâu nữa vị này sẽ chết. Nhưng mà Đức Phật ngày muốn nói như vậy để cho Phạm Thiên Bát Há biết là mình chưa có giải thoát, chưa có thành bậc thánh. Dù cái câu chuyện này đó thì mình nghe dù với cái câu chuyện này mình nghe đó thì mình thấy vậy, nhưng mà thật sự ra thì cũng như câu hỏi cái thượng tọa đó, thì một người cõi nhân loại dù có sống lâu đi thì cái sống lâu của cái tuổi thọ nhân loại đó thì nó cũng có những cái trường hợp mà Đức Phật ngài nói cái thời kỳ kiếp tăng á, cái thời kỳ mà cái tuổi thọ con người lâu dài đó, thì họ nói về vô thường họ không có cảm nhận được vì họ sống quá lâu. Thì như mình coi trong cái bài kinh mà Mắt Khá Đê Quá đó, 84.000 năm làm vị hoàng tử, 84.000 năm làm vị phó vương, 84.000 năm làm vị chánh vương, 84.000 năm đó cộng tóc bạc xuất hiện trên đầu, rồi ngài ở cái rừng sòi ngày tu 84.000 năm, rồi ngày sanh lên cõi Phạm Thiên truyền lại cho tới 84.000 đời như vậy. Dù những cái chuyện như vậy, nhưng mà nó vẫn có những cái lúc mà Đức Phật ngài nói cái tuổi thọ là người mà quá trên 100.000 tuổi đó thì không có Đức Phật xuất hiện, vì lúc bấy giờ là con người sống lâu quá đó, nói với vô thường đó, họ không thấy được vì họ sống quá lâu. Thì điều này đó thì con nghĩ rằng như theo như câu hỏi của thượng tọa, thì cái thời kỳ này người ta có cái sự suy nghĩ sai, vì người ta không thấy sống quá lâu. Sống quá lâu như vậy đó thì họ có cái cảm nghĩ là mình là giống như là sống ngang trời đất vậy. Họ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà vẫn thấy có sanh ra, vẫn thấy có tử, nhưng mà nó lâu quá thôi, chứ còn không phải là không thấy có tử. Thì những cái thời kỳ như vậy thì con người con nghĩ rằng cũng vì chắc có tà kiến,
có cái sự hiểu sai ít nhiều, vì cái người mà chưa đắc quả thánh nhân thì cái ít nhiều nó vẫn còn, cái tà kiến, cái hiểu sai nó vẫn có, nó cũng vẫn ảnh hưởng một phần nào đối với cái kiếp nhân loại mà cái thọ mạng lâu dài như là trong bài kinh Mắt Khá Đeo Quá đó có trình bày đó. Thì con nghĩ rằng, và Đức Phật thì cũng tuyên bố là cái tuổi thọ loài người quá 100.000 tuổi ngày không xuất hiện, vì cái nguyên nhân là họ sống lâu quá thì họ không thấy được vô thường lâu quá như vậy. Thì theo cái câu hỏi tượng tọa và theo con hiểu trong kinh điển đó, thì con xin trình bày như vậy. Chứ còn bây giờ cái loại người bây giờ đó, thì cái tuổi thọ mà quay qua quay lại thấy già thấy chết rồi, cũng giống như con nghĩ rằng thở là con mới lên dùng phút túc này con còn trẻ, bây giờ là già rồi, hay là tượng tọa Pháp Tân lúc 9 tuổi vô trong chùa Phước Huệ bây giờ thì cũng thấy già rồi. Thì loài người bây giờ cái tuổi thọ ngắn quá, mình thấy mới thấy đó mà giờ đã già rồi, chuẩn bị chết rồi, thì nghĩ rằng cái tuổi thọ loài người như vậy thì mình thấy cái sanh diệt mình không có nghĩ cái sự lẫn lộn. Còn cái thời kỳ mà loài người tuổi thọ lâu quá thì họ có cái kiêu mạn trong cái sanh mạng của họ, như Đức Phật nói rằng cái kiêu mạn trong cái sức khỏe hay tuổi thọ đó vẫn có cái kiêu mạn. Thì chính vì như vậy nên cái quy luật của chư Phật đó là cái tuổi thọ loài người quá 100.000 tuổi thì ngài không có xuất hiện, và loài người dưới 100 tuổi thì Đức Phật cũng không xuất hiện. Vì cái loài người mà dưới 100 tuổi thì thuyết pháp giảng đạo chưa hành nó đã chết rồi, hoặc là hành chưa đến đâu đã chết rồi, thành ra cũng sẽ không có một cái vị Phật tổ xuất hiện mà tuổi thọ là người dưới 100 tuổi. Thì nhờ nói như vậy đó, em thấy rằng cái con người có thể có cái kiêu mạn mà như là kiêu mạn tuổi trẻ, hay được kiêu mạn cái sức khỏe, hay là kiêu mạn sự sống, nó vẫn có những cái hiểu sai về vấn đề này. Nhưng mà cái thọ mạng con người mà lâu dài thì Đức Phật không xuất hiện, vì cái vô thường người ta không nhìn thấy được. Thì tất nhiên là nó vẫn có, vậy con người sống mà khi mà chưa hết phiền não thì não mà cái tà kiến nó vẫn có. Nhưng mà những vị phạm thiên vì là quá sanh á, họ chết từ cõi này sanh xuống cõi kia, nhưng mà họ giống như ngủ thức dậy thôi, nên họ nghĩ rằng họ lâu như vậy nhưng mà thật sự là họ vẫn có chết. Mà Đức Phật này cho phạm thiên bát khá biết là phạm thiên bát khá đã chết từ cõi này sanh xuống cõi kia, nhưng mà giống như một người ngủ rồi đang ngủ rồi thức dậy thôi, vì họ quá sanh nên họ đâu có phải vô thai bào thai sanh này kia nọ. Thì con nghĩ rằng đối với loài người, đối với phạm thiên đó, thì cái tà kiến do cái thấy không chính xác thôi, là nó là tà kiến. Và con người khi mà mình chưa chứng ngộ thì có lẽ là mình vẫn không thấy chính xác, và mình cũng vẫn có cái kiêu mạn, vẫn có cái tà kiến nhiều, nó vẫn có. Thì ở trong cái câu hỏi của tượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ con xin gửi mic cho tượng tọa. Sau cuộc cái trường trường tọa pháp đồng bạch sư đạo thời siêu trường tọa có nghe được không? Nếu trường tọa thời siêu trường tọa hoan hỷ. Bạch sư đạo thời siêu, trong bài kinh này chúng ta thấy rằng cuộc sống lâu dài rất lâu của chư vị phạm thiên đó có khi khiến người ta rơi vào cái chấp ngã. Trường tọa có thể giải thích sự liên hệ giữa chấp thường và chấp ngã không? Xin kính thỉnh trường tọa. Nam mô Phật thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử. Chấp ngã là nó nằm ở trong chấp thường, ngã kiến chấp nằm ở trong thường kiến. Nhưng mà thường kiến thì nó rộng hơn
bao quát hơn. Tức là đối với các pháp hữu vi là biến hoại, đổi thay, không bền vững, mà lại cho rằng pháp hữu vi là trường tồn, là bền vững, là không biến diệt, cái đó là chấp thường. Chấp thường hay gọi là thường kiến. Còn chấp ngã thì cũng là một cái hình thái chấp thường, nhưng mà chấp ngã nó có tính cách nó cô động hơn là cá nhân. Chấp có một cái ta, một cái bản ngã đối với ngũ uẩn, xem ngũ uẩn có ta, có cái ta, xem tự ngã có ngũ uẩn, hay ngũ uẩn là tự ngã, hoặc tự ngã là ngũ uẩn. Thì nó bị khu biệt ở chỗ là cái tôi, cái ta đối với ngũ uẩn, tức là đối với thân này, đối với thân này. Còn pháp hữu vi là bao quát kể cả nội phần, ngoại phần, sắc quẩn nội phần, ngoại phần, thọ quẩn nội phần, ngoại phần, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nội phần, ngoại phần, đều chấp rằng tất cả đều vĩnh hằng, là trường cửu, không có biến diệt. Thì cái đó là gọi là chấp thường. Cho nên ở đây đó, chúng tôi xin nói về ý nghĩa của thường kiến và ngã kiến. Như vậy thì chắc có lẽ chư Phật tử chúng ta hiểu. Xin dứt lời, xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa tu sư. Thì tọa tu sư, nhưng tọa đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ giải thích một điểm mới là chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà mình tu mà chấp vào một bản ngã, tôi là ai, đây là tôi, đây là của tôi, đi từ ngã của tôi, thì chúng ta bị kẹt. Nhưng mà rõ ràng một điều là khi mình tu á, thì luôn luôn mình mong muốn rằng mình tốt hơn, mình có những thành tựu, mình đạt được cái gì đó, thì cái mình tu tập như thế nào mà mình được thăng tiến, làm cho bản thân được tốt hơn, nhưng mà mình không rơi vào tình trạng gọi là đánh bóng bản ngã hay là làm tăng trưởng cái ngã. Như trường hợp chúng ta thấy rõ ràng Phật Thiên Bát Khá là bị kẹt như vậy. Xin sư tổ quan hệ giải thích thêm về điểm thứ nhì này. Đức Bồ Tát Thầy kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái sự tu tập hay là cái sự trưởng thành ở trong cuộc đời
làm thăng tiến bản thân thì có cái óc cầu tiến cũng tốt. Nhưng nó có hai trường hợp. Nếu đối với một người có sự tu tập thì khi mà Thammakamu, tức là một vị cầu học cầu pháp Sikkhakamu Thammakamu cầu học cầu pháp, thì vì ấy làm thăng tiến bản thân mà không rơi vào cái hiện tượng đánh bóng bản ngã. Nói một cách khác á, là khi mà cầu học và tinh tiến tu tập nhưng luôn luôn lúc nào cũng nhận thức được cái sự vô thường biến hoại của pháp hữu vi, thì thường xuyên suy nghĩ quán xét về cái sự vô thường khổ và vô ngã đối với pháp hữu vi. Thời như vậy, vị này trong cái việc mà thăng tiến bản thân mới không rơi vào cái hiện tượng đánh bóng bản ngã. Nếu như một người cũng có óc cầu tiến, cũng muốn được vinh danh nhưng mà rơi vào cái ngã mạn, cái sự kiêu mạn, thì như vậy cái sự thăng tiến đó nó là cái hiện tượng đánh bóng bản ngã. Ở hai cái khía cạnh này, nói ở trong đời, nói ở trong đạo đó, nói trong giáo pháp này thì nó là như vậy. Còn nếu nói ở ngoài đời người ta không có cái sự tu tập quán vô thường vô nó vô ngã hết, họ không biết. Thế nhưng cái sự thăng tiến bản thân đó là họ chỉ nghĩ đến làm sao để họ có được một tiếng nói, một quyền lực ở trong cái xã hội nhằm giúp đỡ, làm lợi ích cho bà con quyến thuộc xóm làng, hay là cho dân tộc, cho quốc độ. Thì khi mà người đó với cái lý tưởng này, họ mới tìm cách để thăng tiến bản thân, thì trong trường hợp đó cũng gọi là không bị rơi vào cái hiện tượng đánh bóng bản ngã. Nhưng nếu người đó dùng mọi thủ đoạn để thăng tiến bản thân và trong thâm tâm của họ nghĩ rằng phải làm như thế nào để cho thiên hạ biết ta là ai, thì trường hợp này đó là cái trường hợp
một người rơi vào cái hiện tượng gọi là đánh bóng bản ngã. Con người này nguy hiểm, nếu khi họ đã được thăng tiến rồi thì họ làm hại người khác chứ không phải làm lợi cho người khác. Nhưng đối với người thăng tiến bản thân nhưng mà có lòng vị tha lợi hành thì người đó sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho người khác. Thì ở hai trường hợp mà chúng ta nói theo cái lĩnh vực ngoài đời và lĩnh vực ở trong trong đạo, chúng tôi trình bày như vậy thì mong các vị sẽ hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính thưa thượng tọa thượng sư, xin thỉnh thượng tọa đi nghỉ và thượng tọa thượng quyền ấy, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thượng quyền đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa thượng quyền, thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Thượng tọa thượng quyền, khi mà chúng ta nói đến giáo lý vô ngã và như câu chuyện trong bài kinh này thì chúng ta thấy rõ ràng cái ngã chấp nó tạo ra nhiều cái hệ lụy cho cuộc sống đó. Nhưng mà ngược lại đó, có nhiều người nói rằng cho dù ngã chấp tạo ra hệ lụy sống nhưng mà chúng ta rất cần để sống, tại vì nếu chúng ta không có chấp ngã, không nói là tôi là ai đó, thì mình sống sẽ ra sao? Và ví dụ như mình đi vào một đám đông hay là sống ở trong gia đình, sống ngay thậm chí sống ở trong chùa thì cũng phải nói tôi là thế này, tôi là thế kia. Nếu tôi không có là tôi là ai thì mình sống thế nào? Xin kính thỉnh thưa tòa thưa quý vị. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai, để thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con có lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính Hưng, từ tri sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Kính chào rằng với tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì trong cuộc sống này nó có những điều mà chúng ta cũng phải hiểu một điều ấy. Chấp không phải là chấp ngã chấp ta được nữa. Tôi nói cho quý vị nghe như thế này thì cũng phải mượn từ ngữ mà nói chuyện cho nó căn bản, nó tốt đẹp đàng hoàng, và nó cũng có một sự cư xử mà chúng ta gọi là cái danh chế định để nói, để mượn cái đó. Chứ còn thí dụ bây giờ ngũ uẩn này nói chuyện với ngũ uẩn kia thì cái tính lý cái chân đế nó là vậy, nhưng cái tục đế đó nó còn có giả định. Thì cái sự giả định này, thí dụ như tên A, tên B, tên C, một cái đại từ chỉ thị nào đó, đó là ai đó, thì nó phải được cái định vị. Chứ chúng ta đừng có nói rằng tại sao mà quan niệm mà chấp ta là ai, là ta, là của ta như thế này thế nọ. Trên cái lý tính, trên cái chân đế, cái sự thật đó là vậy. Khi mà hiểu á thì chúng ta phải hiểu một cách khác hơn. Cũng như bây giờ phương hướng mình cũng biết ở đây là cái đường A, đường B, đường C, chứ đây nó hư không chứ có cái gì. Ở đây nó đất, ở đây nước, lửa, ở đây gió như thế nào. Nhưng chúng ta phải có một tên gọi. Thí dụ bây giờ chẳng hạn như là chùa nào cũng là chùa, nhưng tại sao có gọi là Quê Lú Anh Ác, Trúc Lâm Tịnh Xá, rồi Chê Tâu Anh Ác Kỳ Viên, Búc Pa Ra Ma Đông Phương, vân vân. Tất cả nó đều là một hình thái mà chúng ta phải có một sự giả định. Và như vậy thì cái sự giả định đó để mà hiểu, để miễu tri. Cũng như bây giờ chúng ta quay về cái vấn đề mà cái sự sinh hoạt của con người thì nó có thân biểu tri và khẩu biểu tri. Chúng ta phải mượn từ ngữ để nói chuyện. Chúng ta phải dùng cái thân này để chúng ta biểu tri cho người ta hiểu. Mà ở đó chúng ta không có chấp nhận trên là ta, là của ta. Tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia, tôi phải được như thế này, tôi phải được như thế kia, vân vân và vân vân.
thì đó chính là một điều mà chúng ta cảm thấy rằng nó là bình thường. Cho nên nếu như mà đời sống của chúng ta mà không có quan niệm ta là ấy, thì nó cũng là một điều, nó cũng là một điều chúng ta tu rốt ráo mà chúng ta hiểu cái giá trị chân đế một cách tốt đẹp đó. Ở đây xin xác định rõ, hiểu giá trị chân đế một cách tốt đẹp tức là vô ngã đó, thì chúng ta mới nói như vậy được. Còn nếu như chúng ta không hiểu giá trị vô ngã mà chúng ta nói ta là ai, thì coi chừng chúng ta rơi vào một cái quan kiến rất là tệ hại. Đó là ngay cả đưa đến cái đoạn kiến chúng ta nói. Cũng từ các bụi tạo thành chúng ta, rồi chúng ta trở về các bụi, coi như là hết, có phải không? Phải là vậy. Có niệm gì ta là ai, ta là các bụi. Vậy là các bụi, bây giờ các bụi thì trở về các bụi, coi như vô thêm, vô thức vô tri, chết chỗ này liền. Và kính thưa quý vị, ở một mặt khác nữa, khi chúng ta tu, chúng ta không có suy nghĩ như vậy. Khi chúng ta hiểu biết, chúng ta không suy nghĩ như vậy. Con người chúng ta dùng cái tưởng, một cái nhớ những gì nó đã qua, và cái hình thái của con người hiện hữu đây, chúng ta luôn luôn dùng những cái không thật mà ở trong Phật pháp kêu là cái chế định, cái giả đó, để mượn cái giả để phơi bày ra cái lý chân. Nói như vậy thì lý chân nó không phải hiện hữu, phải không? Không phải như vậy, mà tại bởi vì chính con người khi đó chưa có hiểu biết được một cách thấu suốt, phải tìm đường đi lối bước. Chứ sự thật ra đến khi mà đã đến bờ rồi thì không cần thiết phải vướng bận những chiếc bè, cái bè, cái xuồng, cái gánh này, cái đồ bơi này, cái dụng cụ nọ nữa, mà họ bỏ tất cả mọi thứ. Khi chúng ta đến bờ bên kia thì chúng ta bỏ là mọi thứ hết, nhưng khi chúng ta chưa đến bờ bên kia thì chúng ta cũng mượn cái cuộc đời này chứ. Cũng như câu Pháp Cú Kinh mà chúng ta nghe hoài mà chúng ta cũng phải nhớ. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử tạo nhiều điều phước lành. Cũng tấm thân sanh tử này, cũng từ trong cái ngũ uẩn này, từ trong cái đống cái khối cái không thật này, chúng ta mới tạo thành ba la mật độ được. Chúng ta mới tu được. Chứ phải tự nhiên mà chúng ta thành, tự nhiên chúng ta dứt khổ đâu. Tự nhiên chúng ta tu, bây giờ mình cứ cái không chấp, rồi tự nhiên cái mai mốt cái mình giác ngộ. Có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó. Mà từ cái tấm thân sanh tử này, có cái thân này, biết cái thân này nó khổ, nó không thật. Nhìn ta, thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bao nhiêu khổ sầu, bấy lâu lại tưởng lầm là tốt, là đẹp. Bây giờ mới ngỡ ra là nó già, nó mai, coi như là mai nhục, chân mỏi gối trùng, mắt mờ, tay điếc. Thì đó chính là cái gì? Bởi vì khi đó chúng ta phát hiện, à thì ra đấu bấy lâu nay chấp tưởng lầm ta đẹp, ta trẻ lắm mà, ta tốt lắm mà, ta khỏe lắm mà, bây giờ ta bước không được, ta đi, ta nói cũng không xong, chân ta run, miệng chúng ta không thể phát ngôn ra được, vân vân. Thì lúc đó thì chúng ta mới thấy quả thật nó không phải như chúng ta hiểu, không phải như chúng ta nghĩ đâu. Thì cái người tu chúng ta đón đường đó. Đón đường cái gì? Đón đường cái kết quả nó xấu. Chúng ta biết trước cái kết quả xấu, cho nên chúng ta tạo cái nhân này, tức là chúng ta bớt chấp đi, biết buông bỏ đi, đừng có cho mình là cái gì. Nhưng trong cuộc sống này thì nó còn luân hồi, còn sanh tử. Vì ta là chúng sinh, cho nên chúng ta luân hồi. Nếu như chúng ta biết cái luân hồi mà biết tận dụng cái luân hồi đó của tấm thân sanh tử này, hãy là một điều tốt. Kính thưa quý vị, chúng tôi phải nói như cái này cho quý vị nghe mới được chứ. Nếu chúng tôi vậy là tôi nói cho quý vị nghe thì vậy là chấp nữa, chấp có cái tôi, cái ta, thì đó chẳng qua nó là đại từ chỉ thị thôi. Cho nên chúng ta hiểu thì nó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng chúng ta không hiểu thì chuyện nó rất là to lớn. Đó là chúng ta. Tôi phải nói cho vị nghe như thế này, tôi làm cho vị nghe như thế kia, tôi lĩnh cho vị như thế nọ, thì con khi cách đó nó là cách khác. Những điều như hôm nay chúng tôi xin trình bày những cái điều đó như vậy, mong quý vị tất cả quan nghĩ. Ví dụ thì nó chỉ là một cái
một cái biểu ngữ, một cái khẩu biểu tri để nói lên để người ta hiểu, cũng như để người ta biết được, để phương hướng. Bởi vì Đức Phật thì dạy mà, khi tu thiền quán, khi nghe phải biết nghe, thấy phải biết thấy, và không không quan tâm cái thấy, không quan tâm cái nghe, không có bị dính mắc trong cái thấy, trong cái bắt hình bắt bóng đó, trong cái bắt hình bắt bóng đó. Nghe tiếng, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, vân vân, mà chúng ta không bị bắt hình bắt bóng đó, đấy mới là một vấn đề quan trọng vô cùng. Dạ, cho nên nếu như chúng ta hiểu biết Phật pháp thì chúng ta phải suy tư, chúng ta suy nghĩ như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu như điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy nhé. Sa thủ kính trưng thượng tọa tuyệt quyền. Thượng tọa pháp thân ơi, thượng tọa có chức máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp thân nghe được kính thỉnh thượng tọa con hỷ. Trả lời cho cô thôi một số đông. Dạ. Thì có tên, trong câu trả lời của Đức Phật đối với Ma Vương thì có một đoạn như vậy. Này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Mà Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử thì Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Câu nói đó của Đức Phật thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa pháp thân. Dạ, Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp đẳng, tọa tuyệt quyền, tâm minh hạnh. Đức Tệ Tri, Sư Nguyên Thông cũng chưa tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý hiện nam tín nữ. Ở đây thì theo con hiểu rằng cái câu nói mà Đức Phật Ngài nói, câu Phật ngôn ở đây là này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho các đệ tử Như Lai, vẫn là Như Lai, vân vân. Thì con nghĩ rằng cái điều mà Đức Phật Ngài nói với ác ma đó, thì để mà gọi là Đức Phật có thuyết pháp cho đệ tử của Đức Phật hay là không thuyết pháp thì Đức Phật cũng vẫn là Như Lai, là có hướng dẫn hay là không hướng dẫn thì cũng vẫn là Như Lai, vân vân. Thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật là một cái bậc mà đã hoàn toàn giác ngộ, đã giác ngộ, tức là Ngài vượt ra khỏi cái sự ràng buộc, trói buộc của cái lưới ma, không có còn điều đó. Và chính Đức Phật là một cái bậc mà đã hoàn toàn giác ngộ, Ngài thấy rõ điều đó. Cho nên là dù Ngài có thuyết pháp hay là không thuyết pháp thì Đức Phật Ngài nói Ngài cũng là những bậc Như Lai, là một bậc mà như là thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, và đến là thấy để giác ngộ như vậy. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên là cái điều mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho đệ tử Ngài đó, Ngài không có thuyết pháp hay là thuyết pháp, thì Ngài cũng là một cái vị mà được gọi là cái bậc Như Lai thôi. Rồi Ngài có dẫn cho đệ tử của Ngài hay không hướng dẫn? Ngài không phải là để hướng dẫn để là trở thành một cái bậc, cái người gọi là loại mà giống như là Ngài không có cái sự nắm giữ ở trong cái giáo pháp này. Một khi những gì mà Ngài đã chứng ngộ, thấy rõ, biết rõ như vậy và đến để đi như vậy đó, tức là một bậc mà hoàn toàn giải thoát ấy, thì Ngài khi mà Ngài tuyên thuyết cho các đệ tử hay là Ngài không tuyên thuyết thì Ngài là một cái bậc mà biết rõ như vậy và giác ngộ như vậy, chứ không phải là nói hay là không nói, hay làm không làm, hướng dẫn cho đệ tử hay không là hướng dẫn. Thì cái điều đó cho con nghĩ rằng cái suy nghĩ, cái điều mà Đức Phật Ngài nói với ác ma ở đây đó,
là chính bản thân của Ngài đó là vượt ra khỏi cái sự ràng buộc của cái lưới ma, và Ngài thấy rõ được những cái điều đó, thấy rõ, biết rõ những điều đó, và chính bản thân Ngài đã vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của lưới ma. Cho nên là khi mà ngài có tuyên thuyết cái giáo pháp này thì Ngài cũng vẫn là Lai. Bậc Như Lai thì ở đây đó con nghĩ rằng đến rồi đi, thấy sao thực hành vậy và thuyết pháp như vậy, thuyết pháp như vậy, đó là như thật, như chân, như thật, những gì mà Đức Phật Ngài đã tự thân chứng ngộ thì Ngài tuyên thuyết cái giáo pháp đó lại cho hàng đệ tử của Ngài đó, thì Ngài cũng đã biết rõ những điều đó. Còn Ngài không có cái nghĩ như là một cái bàn tay nắm giữ, hay là để nghĩ rằng mình là một cái vị mà đứng đầu hay là cái này cái kia, mà chỉ là một cái bậc, cái vị mà tự thân của mình chứng ngộ rồi tuyên thuyết cái giáo pháp đó. Cho nên là ở đây đó là nói rằng Như Lai có thuyết pháp cho đệ tử của Như Lai thì Như Lai cũng vẫn là Như Lai, hay hoặc là Như Lai không thuyết pháp thì cũng vẫn là Như Lai. Thì điều này là có nghĩa rằng Đức Phật là một vị tự thân chứng được điều đó và biết rõ những điều đó. Điều đó có thuyết pháp hay là những người đệ tử đó có nghe Đức Phật thuyết pháp hay không nghe Đức Phật thuyết pháp thì những người đó thì Đức Phật cũng vẫn là Như Lai. Còn cái việc còn lại đó là những cái người đệ tử, những cái người mà được nghe nghe Ngài thuyết giảng đó, thì cái người đó có thực hành hay là không thực hành, để chứng nghiệm được hay không chứng nghiệm, thì Phật cũng vẫn là một cái bậc Như Lai ở trong cuộc đời này. Thì cái từ Như Lai mà con nghĩ là cái vị mà thấy chứng ngộ sao thì cái vị đó tuyên thuyết lại như vậy, hay nói thì sao thì làm vậy. Có nghĩa là Ngài tuyên thuyết những gì thì Ngài đã, những điều đó là Ngài đã tự thân thực chứng, chứng nghiệm được những điều đó. Cho nên đó là sự thật, đó là sự thật. Thì dù sao đi nữa thì Ngài cũng là cái vị mà vượt ra khỏi cái lưới, cái sự trói buộc của ma, của ác ma, của não. Rồi chính đệ tử của Ngài, các vị đệ tử của Ngài tu tập đó, thì các vị ấy đã trở thành một bậc vô lậu đó, thì các vị đó cũng là một cái vị mà tự thân thực chứng được những cái điều mà chính Đức Phật, chính Như Lai, Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết những điều đó. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cho cái hiểu của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sa thú cái trình Thượng Tọa Pháp Tân. Bạch Chí Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được có vài chia sẻ và cùng với Chí Tăng trong bài kinh này hôm nay. Nếu chúng ta đọc kỹ bài kinh này thì vị nào có đọc và Đại Du Ký một quyển tiểu thuyết của Vô Thừa Ân này, thì chúng ta cũng mang máng đâu đó có một cái bối cảnh. Một bên là thường dưng cho cái thiện, rất là thiện, mà chúng ta gọi là thiên hay là trời. Ở đây là vị trời Phạm Thiên. Trời Phạm Thiên là chúng sanh mà được rất là nhiều cái phước, rất là nhiều điều tốt lành, rất là nhiều điều thanh tịnh ở trong ba cõi. Và một bên là ma. Ma ở đây đó là chỉ cho chúng sanh mà vui với cái luân hồi sanh tử của chúng sanh, vui khi thấy chúng sanh khác đang trầm luân. Thì ở trong Tây Du Ký thì có cả một bên là các vị trời, từ các vị chân nhân cho các vị tiên thiên, địa tiên, rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế, ma là yêu tinh vân vân. Và có một góc khác chúng ta gọi là Phật, là một vị vượt lên trên thiện và ác. Thì trong bài kinh này có cả ba, đó là trời, đó là ma và Phật. Thì thưa quý vị, từ cái bối cảnh này chúng ta có thể đi xa hơn một chút để nghĩ về hai cái
sự giằng co ở trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đó là giữa cái thiện và cái ác. Đối với cái thiện thì quả thật là chúng ta muốn làm những điều rất tốt, để rồi từ cái rất tốt đó chúng ta hiểu, chúng ta hưởng được cái quả rất là quả lành, rất là cao quý ở trong tương lai. Và dĩ nhiên là trong cái sự phấn đấu tu thân hành thiện đó, thì nó có một thế lực khác cũng lôi kéo chúng ta lại, là thế lực của ma, thế lực của bản năng, thế lực của làm cái gì mình theo cái thị hiếu của mình và theo cái ngã chấp của mình và theo cái thị hiếu của mình đó. Do đó đôi khi chúng ta không chấp nhận cái sự thanh tịnh của thiện. Nhưng thưa quý vị, nói cho cùng thì cả hai cái gọi là thiện và ác đó, nó thường dẫn chúng ta đi vào trong một cái cạm bẫy của ngã chấp. Mặc dù cái cạm bẫy của ngã chấp của thiện đó thì nó tế nhị hơn, nó đẹp hơn, và cái cạm bẫy ngã chấp của bất thiện đó, thì nó có cách bản năng hơn, tu thiện hơn. Đấy, ví dụ như là ở trong cuộc sống hàng ngày, mình làm sao mình thỏa mãn cái thị hiếu, tôi được ăn ngon, tôi được mặc đẹp, tôi được đi chơi sung sướng, thì những cái đó nó làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta đầu tư vào đường dài để chúng ta nhận ra rằng mình cần phải bớt đi chơi lại để lo việc học, để cuối cùng rồi hoàn tất việc học, mình cần giảm bớt những cái vọng động ở bên ngoài mà hướng vào sự tu tập đó, thì chúng ta cảm thấy bản thân của mình tốt hơn theo thời gian, theo năm tháng. Nhưng mà rồi vấn đề nằm ở chỗ nào? Vấn đề đó là nếu chúng ta không khéo và chúng ta không có đủ cái trí tuệ, và đặc biệt là soi sáng bởi lời dạy của Đức Phật, thì cả hai cái ác và cái thiện đó, nó đều dẫn chúng ta đến những cái chỗ gọi là chấp kiến. Và cái chấp kiến này là cái chấp kiến rất là nguy hiểm. Chúng ta đi vào trong cuộc đời với những cái cố chấp về tôi là ai, tôi là thế nào, tôi là một người rất thiện, tôi là một người rất là cao sang, thì cái ngã đó nhiều khi nó làm cho chúng ta trở nên rất là cồng kềnh, khiến cho chúng ta không thể đi xuyên qua những cái không gian mà chúng ta nghĩ rằng đi không được. Chúng tôi lấy một ví dụ như là mình là một người quan trọng, một người lớn, thì mình không thể hạ mình để xin lỗi một người nhỏ, một đứa bé nếu chúng ta có lỗi. Mình là một người có học vị cao thì mình không có muốn là mình phải hạ mình xuống, mình đi học một điều gì đó sợ người ta biết rằng mình dốt. Mình không thể hòa mình vào đám đâu, bởi vì mình nghĩ rằng mình có địa vị, mình không có nên chơi với người này, thân với người kia, sống đám đông nọ. Và rốt cuộc rồi thì tự mình sống một cái cõi riêng biệt, mình không thể hòa nhập được. Tại vì sao? Rõ ràng là chúng ta bị cái bệnh gọi là bản nhạn, bản ngã. Bởi vì ngày xưa khi mà Đức Phật còn tại thế, một cái người tu tập như là các hoàng tử dòng Thích Ca vào xuất gia trong Phật Pháp, thì những vị này, thưa quý vị, để cho Upali là một người thợ hớt tóc, một người đã từng phục vụ cho mình xuất gia trước, trở thành sư huynh, và những vị này xuất gia sau trở thành sư đệ. Ở ngoài đời đó thì những vị này là hoàng tử, là chủ nhân. Upali là một người hầu cận, một giai cấp thấp ở mình, nhưng mà khi bước vào trong chùa đó, bước vào trong đạo, trở thành vị tỳ kheo đó, thì Upali trở thành sư huynh và những vị hoàng tử trở thành sư đệ. Ở đây nó cũng là một cái chuyện mà cho chúng ta thấy rằng để có thể xuất nhập tự tại, để có thể thiên biến vạn hóa, để có thể không bị kẹt đầu này kẹt đầu kia đó, thì chúng ta phải vượt qua cái công của bản ngã. Người ta nói con lạc đà không thể chui qua lỗ kim được.
Tôi thấy tại sao ở trong Đạo Đức Kinh có nói về cái đức của nước, và nước nó có thể nằm ở chỗ thấp nhất, chỗ nào thấp nhất thì nước người đây đó, nhưng mà chỗ thấp nhất thì nước có thể tự tự tại, có thể dung thông, có thể xuất hiện ở trong mọi hình thức. Đó, ở bầu thì tròn, ống thì dài. Cái tính chất của nước là linh động, uyển chuyển, thiên biến vạn hóa. Nước không có cái dạng là phải tròn, phải vuông, phải lớn, phải nhỏ. Và chỗ nào có không gian, nước được thấm nhập vào được hết. Cái sự xuất nhập tự tại, thiên biến vạn hóa đó, cái đó nó là một cái tâm thuật rất là quan trọng ở trong đạo học, mà tâm thuật rất là quan trọng ở trong thiền học. Bởi vì khi mà Phạm Liên Bát Cá, Đức Phật dạy Phạm Thiên Bát Cá là hãy biến mất ấy, thì Phạm Thiên Bát Cá không biến mất được, tại vì Phạm Thiên Bát Cá có một bản ngã lớn quá. Nhưng mà Đức Phật thì có thể biến mất, tại vì sao vậy? Tại vì Đức Thế Tôn không có ngã chấp, sắc là ta là sắc, trong sắc có ta, trong ta có sắc. Cái sự xuất nhập tự tại đó, nó là một hình ảnh của một vị hòa thượng mà có thể ngồi pha một chung trà cho một người học trò nhỏ uống. Một người lớn mà khi chạm phải đứa nhỏ nói rằng con bác xin lỗi con, bác đã làm cái việc đã làm cho con giận. Hay hoặc giả là chúng ta sẽ sống giữa cuộc đời này mà không cần phải đặt vấn đề tôi có cái địa vị này, tôi có cái danh vị kia, tôi không thích xuất hiện chỗ này, tôi phải xuất hiện chỗ khác. Sống hạnh phúc, sống tự tại. Vì vậy Đức Phật dạy rằng khi mà ác ma nói với Đức Phật trả lời rằng dù có thuyết pháp hay không thuyết pháp thì Như Lai vẫn là Như Lai thôi. Có thuyết pháp Như Lai là Như Lai, mà không thuyết pháp Như Lai vẫn là Như Lai. Và cái đặc biệt ở trong Phật pháp đó, thưa quý vị, là một cái chữ rất là quan trọng, là trong sự tu tập thì Đức Phật này khuyên là biết nhìn vào chính thân tâm của mình, và trong cái nhìn vào thân tâm của mình biết đây là sanh, đây là diệt. Do thấy có cái sanh, có cái diệt, do vậy không có nắm một cái này, cái này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Tại vì sao vậy? Sanh diệt nó là một cái gì rất là huyền nhiệm, nó là một cái tướng mà đặc biệt để chúng ta thấy. Một khi mà chúng ta thấy được hiện tượng sanh diệt rồi đó, thì cái ngã chấp, cái sự chấp thụ, sự bám víu nó không còn. Và chúng ta rất là sợ sanh diệt, nhưng mà với một người tu tập thì sanh diệt là một hiện tượng mà nó xóa đi tất cả sự chấp thụ của mình. Lấy ví dụ như là có ai nói là một câu làm cho chúng ta buồn, thì chúng ta sẽ đưa đến kết luận là ông đó, thậm chí nó nặng là thằng đó, cô đó làm cho tôi buồn. Như vậy cái buồn tôi, ai đụng tới cái buồn này làm cho tôi buồn, tức là tôi là tôi buồn. Nhưng mà nếu một vị mà nhìn thấy rằng thọ ưu sanh khởi, nãy chưa có bây giờ có là sanh, rồi lặng lặng nhìn nó cho đến khi nó biến mất gọi là gì, thì vị đó không thấy rằng thọ ưu đó, sự buồn bực đó, sự tức tối đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi đó, thì nó lại là một chuyện khác. Chúng ta phải hiểu được điều này đó, thì chúng ta mới thấm thía câu Phật ngôn là ai sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt thì tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Không phải là Đức Phật ngày dạy chúng ta về vô thường, về khổ, về vô ngã để chúng ta buồn, để chúng ta mất đi cảm hứng, để chúng ta rầu rĩ. Mà thật ra Đức Phật dạy chúng ta về vô thường. Vô thường là gì? Vô thường là có cái gì sanh thì cái đó phải diệt. Vô thường là gì? Vô thường là sanh là tất nhiên thì phải diệt. Thì khi mình thấy có sanh có diệt thì mình không có muốn ôm chặt lấy nó, muốn ôm siết lấy nó là nó phải mãi mãi là của ta. Tại vì thứ gì? Nó chỉ là bong bóng nước thôi. Không ai ôm chầm lấy bong bóng nước, và bong bóng nước không có vỡ ra. Bong bóng nước chắc chắn là phải vỡ ra. Thật ra nghĩ đến cái chuyện mà ôm chặt lấy bong bóng nước thì là một điều hoang tưởng. Thật ra cái mấu chốt của sanh và diệt đó nó rất là lợi lạc để chúng ta thấy được vô thường. Và trong sự vô thường đó thì chúng ta nhận ra sự rỗng không. Sự rỗng không, rỗng không là đúc khả đó, là cái không phải để mình chấp thủ. Giống như là mình đi xe bus, có khi mình ngồi chỗ tốt thì ngồi chỗ không tốt, mà mình ngồi chỗ tốt nghĩ rằng mình rất là hãnh diện là chỗ này tôi được cái ngồi chỗ tốt, hay là chỗ này là chỗ của tôi. Mình xuống xe bus đâu mang theo ghế đi về đâu, mình sẽ ngồi ở đó
Và cái chỗ ngồi đó cũng tạm, mà chúng ta có được cái ngồi đó cũng tạm, mà đức cũng là tạm, mà sao cũng tạm. Thật ra chúng ta sẽ rất là vui vẻ để nhường cái ghế đó là cho một người già, một người phụ nữ có thai. Và nếu có ai chen lấn một chút thì chúng ta cũng không lấy cái làm nặng lòng. Tại vì sao? Một chút thôi, một chút thôi, đến rồi đi mà có chuyện chỗ làm lớn chuyện. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy được cái vô thường, chúng ta thấy được cái sanh diệt, thì thưa quý vị, chúng ta giảm đi cái gọi là phải ôm chặt, ôm cứng với nó, mà chúng ta thấy nó vốn là rỗng không. À, đó là như vậy, cuộc sống là như vậy. Chúng tôi thỉnh thoảng có giữ một vài cái tờ báo, những cái tờ báo ở trong cộng đồng. Cách đây 10 năm, mà thời đó người ta có những cái cuộc lùng chiếm, bút chiến, lời qua tiếng lại, ông này chửi bà kia chửi ông nọ, đem tất cả lên báo chí v.v. Bây giờ mình lật lại những trang báo đó, nó là một bài học rất là lớn. Tại vì sao vậy? Những người đó đã đến, đã đi, đã sống, đã chết. Khi mà tất cả đã đến, đã đi, đã sống, đã chết rồi đó, thì ngày hôm nay ngồi nghĩ là rất là vô nghĩa. Lúc đó có hạnh phúc không? Không. Cũng giống như bây giờ, thưa quý vị, trong cuộc sống với cái biến loạn của xã hội, với bao nhiêu cái quan điểm đúng sai phải quấy, người ta hằn học, người ta hận thù, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà rồi 10 năm nữa nhìn lại, tất cả nó chỉ là một cái trò hề. Nó còn dở hơn là cái màn trình diễn trên sân khấu được. Tại vì nó mang cái rất nhất thời. Chúng ta từ đâu đến trái đất này, chợt lạc lõng như là trùng quan phiếu cánh, bươi bốc kiếm ăn niềm vinh nỗi nhục, tắt một đời bong bóng vỡ ngàn mấy. Bởi vì cái cuộc sống con người đôi khi chúng ta quên là tôn giáo hay đặt nặng vấn đề thiện và ác. Thiện và ác chưa đủ đâu. Nếu trong cái thiện và cái ác đó có chấp ngã, chấp ngã cái ác như là ác ma, chấp ngã cái thiện như là phạm thiên bát ác, thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng rơi vào trong cạm bẫy của ngã chấp. Và một cái vị mà có thể vượt lên trên điều đó, thì dù là nói hay là im lặng thì Như Lai vẫn là Như Lai, mà nói hay im lặng thì bị chánh đẳng giác vẫn là bị chánh đẳng giác. Dù rằng đến đi sanh diệt tất cả, thì hiện tượng vẫn là hiện tượng, niết bàn vẫn là niết bàn, sanh tử giải thoát vẫn giải thoát. Thì điều đó là một bài học rất là khó. Chúng ta thường đặt nặng rằng tôi phải thuộc bên này, tôi phải thuộc bên kia, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Thì thứ gì, những điều đó nó nghiền nát chúng ta, nó làm cho chúng ta đau khổ. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư chư vị giảng sư đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Kim Nhung muốn cầm bích hả Kim Nhung? Dạ, Nam Mô Bích Thai á. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, bí ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.